Chào các bạn, ngày mới vui vẻ. Bữa nay mình có làm cái món này nè các bạn, cái ruột nè, cái ruột già nè. Bây giờ mình chế biến rồi nè các bạn. Cái này mình chế biến bằng giấm nè, rượu nè, giấm nè, rồi rượu nè, rồi gừng nha các bạn, rồi nước mắm nha. Mình nhồi nha, cái mình luộc nha, luộc nước mắm nha. Cái mình bỏ nước đó, mình cắt nước đi, cái mình luộc lại nước mắm nha các bạn, là không có hôi nha các bạn. Cái này mình có nước mắm nè các bạn, nước mắm Nam Ngư á, ở đựng. Cái này mình có đường nè, có bột ngọt nè, có hạt nêm nè, mình có tỏi nè, mình có củ hành nè. Bây giờ mình ướp vô nha các bạn, ướp vô nửa tiếng đi, đợi mình hồi mình thìa nước dừa nha các bạn. Cái này đường nè, nước bột ngọt nè, hạt nêm nè, mình đổ chứ. Này mình có cục tỏi nè nha các bạn. Này mình có nước mắm Nam Ngư nè, mình đổ vô mình ướp luôn nha các bạn. Mình ướp, mình để đây cho nó thấm 20 phút đi nha các bạn, rồi mình thìa nước dừa nha. Các bạn có cái bí quyết làm cho nó đừng có hôi nha các bạn. Mình chế biến cho nó đừng có hôi nha. Mình cho nước mắm Nam Ngư vô, rồi mình cho gừng vô, mình rửa nó nha các bạn. Giờ mình để đây mình ướp, mình để đây nha 30 phút, mình ai thìa lại nha các bạn. Đây các bạn, giờ mình ướp rồi thấm, bây giờ mình xào nha các bạn. Bây giờ xào đây nè, mình xào cho nó thấm gia vị vị vô, rồi mình bỏ vô mình nấu với nước dừa nha các bạn. Xào đây các bạn ơi, xào cho nó thấm nè. Cho nó thấm nha các bạn, cho nó thấm rồi mình đổ vô trong nước dừa nha. Đây các bạn, mình nấu nước dừa nó sôi rồi, giờ mình đổ vô nha. Đổ vô mình thìa cho nó săn cái nước này lại nha các bạn. Rồi mình để đó nha các bạn. Đây các bạn, mình ấy nó khô rồi nè các bạn, dừa nó khô rồi đây các bạn. Nó khô nha các bạn, nó khô nó mềm ngon. Thì cho nó khô luôn nha các bạn. Các bạn, nó khô xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy mình làm chia sẻ thấy có ngon, các bạn nhớ like đăng ký thì mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn lại ngày mai. Đó, đây nè các bạn nè.